rồi người bỏ đi, kiếm sống nơi thành đô, chốn thành đô sống xa hoa từng ngày. Lòng người đổi thay, tình yêu đã phai nhạt, em đã quên đi rồi những lời thề ngày xưa. Buồn đau ơi tại sao lại đến ghé thăm, là vì đời vô tư hay do người vô tâm? Dù cố gắng nhưng không được may mắn, đâu có ai mà muốn bên người tay trắng. Buồn đau cứ ở trong lòng, thật sự mấy ai thấu hiểu. Anh khuyên thật tất cả các thanh niên, chả phải đại học đại hiếc y ước làm cái gì, trong tất cả các nghề đó không có nghề nào nhàn hạ bằng cái nghề lái xe. Chỉ việc bước lên xe, nổ máy, đấm số, đạp ga, thế là đi thôi. Mà ngược lại bên cạnh đấy, mình còn rèn luyện được sức khỏe vào mỗi ngày, trèo lên trèo xuống ở thùng xe như con khỉ trong sở thú ấy. Chỉ có những người làm nghề tài xế thì mới thấm được mùi vị sương gió của cuộc đời. Ngủ thì không đủ giấc, sáng thì dậy sớm để đi làm, chiều thì về trễ. Cuộc sống hàng ngày thì lên đơn ở ngoài đường, như lục bình rồi xong, nay đây mai đó. Với một bữa cơm trưa dĩa hè, sống cho qua ngày. Nhân gian điên đảo, mãi mê lo kiếm tiền, ngoảnh mặt lại mất dần người thân. Đồng tiền như hoa phấn, mà ta là chú ông, cứ lao vô để hút cho đầy đồng. Người ta cứ nhắm mắt tranh đấu với chữ tiền, mà quên mất đi bao thân thuộc gia quyến. Rồi tàn sức khỏe nên lúc mới thấy núi bạc tiền, chẳng thể đánh đôi để mua lại thời gian. Dòng đời này buồn phiền, gió mưa rơi mãi không ngừng, nhưng tôi không gục ngã một giây. Từng cô đơn vô cùng, lòng đau nhưng mình hiên ngang. Rồi một ngày đời tôi thôi hết u sầu, hết u sầu. Đôi khi tôi cô đơn, châm điếu thuốc khói mơ hồ, nhìn dòng người đi qua tôi càng đơn côi. Hot Girl mặc váy không bằng tiếng máy CB, một huyền thoại có lẽ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Với tiếng máy thủ thỉ thầm thì êm như tiếng chó thở, làm ấm lòng biết bao anh em biker. Với số đo 3 vòng tròn trịa căng đét, nhưng có lẽ điểm cuốn hút của chiếc xe đó chính là công nghệ VTEC. Khi đạt vòng tua trên 6.000, toàn bộ van sẽ được mở, xe sẽ gào rú hú lên thất thanh như tiếng thét của một cô gái bị sàm sỡ trong đêm đông giá rét, và lao đi như được tiêm morphine chất kích thích liều cao đầy phấn khích. Công nghệ VTEC cũng được áp dụng trên những mẫu xe ô tô quen thuộc của nhà Honda từ những năm 1900 hồi đó. Tuy nhiên, với hạng cân hơn 200kg, khi chưa được mở VTEC, có vẻ chiến mã này hơi bị yếu sinh lý. Và đây, một cái tên không còn xa lạ, đó chính là CB400 Super 4.